Ok, chào các bạn nha. Là một đơn tiếp tục các bạn. Tiếp tục giới thiệu và xả một số đồ nha. Tiếp tục giới thiệu đồ và xả một số đồ. Ok, hôm qua thì mình về quê và làm cái clip thanh lý đồ, bán và thanh lý nha. Có nghĩa là một số món thanh lý thôi, chứ không phải tất cả nha các bạn. Thì cảm ơn quý khách đã ủng hộ rất là nhiều. Ok, đây một đơn ha, chuẩn bị ráp driver lên giao cho khách nha. Thì cái bộ này á, hiện tại cái trục 30 các bạn, cái trục này nè, mình tìm không ra bên bãi nha các bạn. Cho nên là hiện tại bán thì không có trục ha, bán không có trục. Bộ giảm tốc này là hàng mới chưa xài nha, rất là mới tinh. Luôn cái driver 500W nha, mình đấu sẵn hết nha. Khách về chạy 48-60V. Thì giá 1.650.000 bao ship nha. Còn nguyên cụm như vậy, để nguyên zin như vậy thì là 1.300.000 bao ship nha. Con này thì ship đi cỡ hơn 100. 400W nha. 400W 48V 10.6A ha. 2.500 vòng. 2.500 mà chia cho 40 các bạn, ra khoảng 60 mấy 70 vòng nha. Khi đạt đỉnh 48V. Cúc âm phi 30 thông qua bên kia ha. Ok. Con này siêu phẩm nha, còn hơn chục cái ha, bán từ từ cho hết. Khách nào mua thì liên hệ nha. Bữa nay giao một bộ, tuần trước cũng giao một bộ các bạn, cứ tuần giao một bộ hai bộ vậy đó, từ từ cũng hết nha. Hàng siêu phẩm, có thắng từ ha, 400W ha, hộp số 1/40, hàng mới chưa xài của Nhật, nguyên cụm luôn. Con này các bạn xài bao bền nha. Có IC, luôn IC nha các bạn. 1.650.000 bao ship. Còn để nguyên như vậy thì 1.300.000 bao ship nha. Ok, đi thêm một số đồ. Mình có cái nguồn mà mình không biết kích các bạn nha, lô ra bán rẻ luôn. Tại vì để cũng không biết làm gì. Mấy cái nguồn này mình rút kinh nghiệm, sau này đi mua là cái nào biết kích thì mua, không biết thì thôi các bạn. Mua về không biết kích cái nó khổ lắm. Bỏ tay. Cái nguồn này mình không biết xài các bạn ơi. Ha, đu đeo theo 72880S ha. 3672V. Cái này mình mua 1 triệu mấy á. Không biết xài nha. Mình cũng cấp nguồn rồi cấp 3 dây 3 pha. Nhưng mà làm sao ta? Không có biết cách xài rồi đâm ra không có xài được nha. Phải đấu heo sensor rồi đấu các kiểu rồi cuối cùng không chạy. Ha. Bán nhanh lại các bạn 800 bao ship nha. 800 bao ship. Đó, khó bỏ qua. 800 bao ship. Con này khách nào mua trên thị trường thì tầm 1.2 triệu. 2.3 triệu hay gì đó. Mình cũng không nhớ lắm. Dọn từ từ cho nó sạch các bạn. Đây là cái nguồn này nè. Cái này mình có hai cái nha. Một cái thì mình mở bung bét bên kia kìa. Đó, không có biết cách xài. Cái này kích làm sao bó tay luôn các bạn. Mở ra rồi nhìn nó thôi. Nó nhìn mình nhìn nó. 48V 2000W nha. 48V 2000W. Còn nguyên zin, mình chỉ bao zin thôi nha. Cấp và cũng không biết cấp nguồn làm sao luôn, nó không có dắt các bạn. Các bạn tra trên khách nào biết á, là họ sẽ tra cái mã số này nè. Rồi nó ra cái bản sơ đồ đấu dây nè. Bán nhanh các bạn cái này 280k một cái nha, bao ship nha. Bó tay không biết xài. Alo. Được rồi, 1000k nhưng mà chuyển khoản giùm mai, sáng mai đi mua. Bây giờ sẽ chuyển cọc cho chủ bãi trước để người ta bán hết. Cọc có gì cũng được, nhưng mà cơ bản sáng mai đi mua thì chuyển hết giùm, tại vì lời lãi không có nhiều trong mấy công lắm. Đúng rồi, ok, rồi cảm ơn chị.
cái loa âm trần các bạn, mình không biết xài nha, mình không biết xài thì mình nói mình không biết xài các bạn. Đi sẵn chuyến đi á, bán lấy tiền cà phê thôi chứ chứ bây giờ kêu mình bao xài mình không biết cách xài nha, bó tay luôn nha. 280k nha, mình có hai cái. Còn cái cụm này mình cũng lấy về thử nữa các bạn nha, khách nào cần mình cho. Cái này gọi là cầu trì nhiệt ha, cầu trì nhiệt, lấy thử một túi, nó về mấy trăm ký, cơ bản không biết cách xài nha, ôm là chết liền ha. Khách nào cần thì mình báo cho mình nha, cầu trì nhiệt ha, mình tặng. Cái này mình không biết cách xài, bán bỏ. Cái này gì ta, cái gì IGBT không phải gì BT, cái này AVR. Con này mình định mình nghiên cứu chế phát điện các kiểu á, mà mệt mỏi quá, hàng mới chưa xài. Cái này mình ba mua 270 mấy nha, tiền ship này nọ khoảng 300 ngoài, thấy đánh giá 5 sao quá trời, bán nhanh các bạn 150k bao ship, 150k bao ship, toàn bán giá lỗ các bạn, mà kệ. Cái này 100k cái bao ship nha, ít liquid delay 50mA, 100mA. Các bạn thấy maximum cái thời gian nó nhảy á, chỉ có 0,1 giây nha, operating time 0,1 giây. Con này tối đa là 5A, có nút test này. 100k bao ship nha, khách nào mua về chế cháo. Nó có connection, diagram, cái sơ đồ đấu dây các bạn, đủ hết nha. Hàng xịn sò, hàng Nhật. Ô, một con moon step. Còn một đống cái bo 3 số 5, điều khiển động cơ Brooklet. Cái này để lại các bạn 5k một cái nha, đếm tới nha, 5k một cái đếm tới. Mình mua 7-8k các bạn, bán 5k nha, hoặc là 4k một cái cũng được. 10 cái 40, 100 cái 400, mà này không tới 100 cái các bạn. 4k một cái 280 nha. Mấy cái bo gì mua quá trời sùm các bạn. Một cái đồng hồ Ampe 100k bao ship nha, bán xả. Cái này không bao gì nha, không biết sống hay chết. Cơ bản là hàng của Nhật. Cái này lấy cho khách đó các bạn, nhưng mà cơ bản thì cuối cùng không biết khách nào mua hết trơn, bỏ đó luôn. Hai hộp. Hộp này Showa H, Denko HD, đĩa HD các bạn, đĩa HD, cái đĩa nằm trong cái ổ cứng đó. Không rõ bao nhiêu ghi nha. Một lốc một lô vậy là 24 cái Made in Japan. Nó có mã các bạn C16500. Bán một hộp vậy là 200k nha, khách nào về nghiên cứu chế cháo nha. Hộp vậy 200k. MPPT, con này mình để mình chế cháo. Còn lại một số cái bo này mình để cho khách nè. Mà cuối cùng chưa có giao được cho khách nè. Cái bo này 140k bao ship nha, bao gồm 3 con relay hàng Omron với lại một số dây dắt các kiểu, 140k. Thực ra cái bo này còn sống đó các bạn, nhưng mà mình không biết cách để mà để sử dụng nó. Cái này xả nè các bạn, mình mua cái này bán lẻ trên thị trường là 55k nha, bo phát xung điều khiển động cơ Brooklet. Bây giờ khách nào đếm hết mình bán lại 40k một cái nha, còn không thì mình để từ từ, mình chỉ trừ khoảng chục cái mình là ấy thôi. Ở đây mình mua 50 cái các bạn, bán lại các bạn 38k một cái cũng được nha, đếm hết 38k một cái, mình trừ lại khoảng chục cái còn nhiều bán. Hàng này rất là xịn, có chống ngược cực các kiểu, con này chạy ok ha. Chống ngắt. Rồi đây một đống một thùng luôn bo 3 số 5, bo đỏ này mắc hơn bo xanh nãy nha. Bo đỏ này thị trường khoảng 8k một cái, mình bán lại 5k một cái đếm hết nha, 5k một cái đếm hết, 5k đếm hết nha. Đó. Ok, đi.
đi vào trong đây. Cái này động cơ 48V nha, 400W giảm tốc, hộp số 1/40. Con này còn bao nhiêu đây các bạn, hết nghỉ. Tuần này đi được hai con lớn với hai con nhỏ nha, hai con lớn hai con nhỏ. Con lớn này giá bây giờ khá tốt các bạn, 1 triệu bao ship nha. Còn lúc trước thì giá tầm tầm 1.250.000, không bao gồm phí ship. Động cơ 300W qua hộp số tua ra cỡ 30 vòng phút nha. Con này gọi là siêu khỏe đó nha các bạn. Chạy 12-24 nha. Các bạn chạy 24 giùm. Còn con này thì nó có hai điện áp 27V và 21V. Động cơ cỡ 100W nha. Qua hộp số ra 195 vòng. 195 vòng, 420k bao ship nha. 420k bao ship, 420k bao ship. Còn cụm này của Đức mình bao sóng nha. Khi nó quay thì nó không quay đều các bạn, giảm tốc mà nó quay nó quật cái, nó quay nó quật cái. Bán nhanh các bạn 1.500.000 bao sóng, về cấp điện 110 là xài. Hộp số của Đức. Con này không biết là chế cái gì luôn á. Hoặc là 1.400.000 bao ship cũng được, hàng của Đức. Ở đây nó đầu này đầu ra nha. Nó quay nó không có quay liền một cái các bạn, nó không quay tròn nha. Mà nó quay ở bên trong cái hộp số này nè. Nó có cái cơ cấu, nó sẽ nhanh lên một cái xong nó dừng, nó nhanh lên một cái nó dừng. Cơ cấu như vậy đó. Nó động cơ 3 pha không chổi thang, động cơ 3 pha nha. Động cơ 3 pha 220. Lâu rồi mình có làm một cái clip test qua biến tần, bây giờ biến tần bán hết trơn. 1.400.000 bao ship. Còn hai cái phát điện 1 kW 280V áp cao. Con này khách nào làm bồi hệ bồi cho điện bằng năng lượng mặt trời nha. 1.750.000 mình giảm còn 1.700.000 bao ship. Bao ship trục dài hai đầu. Con này ra 3 pha nha. 3 pha điện DC 280V maximum. Cái này 150k bao ship các bạn. Còn cái 150k bao ship. Chuông 618W chạy 20-90V. Con này mặt sau nó mất cái nắp chụp. Con này bán nhanh các bạn giá 280k bao ship nha. 280k bao ship, có pulley, có các kiểu. 280k bao ship, động cơ bao sóng. Mấy cái con Nidec 5000 vòng 75V 100W có thắng. Con này 180k bao ship nha. 180k bao ship. Cái này bữa anh khách nào lấy quên rồi nha, nhắn lại giùm mình. Hoặc là mình bán nhanh 100k bao ship nha. Gồm một tủ lọc TDK cộng với một cái con này gọi là cái con cầu chì các bạn, cầu chì 10A. Hơn 10A nó nhảy cốc. Bạn nhấn lại. Lọc TDK nguyên kiện. Lọc thì là tối đa 15A. Nhưng mà cái cầu chì là 10A, tức là cái bộ này chỉ là 10A nha. 100k bao ship. Mấy con này mình mình cũng còn các bạn. Giảm tốc. Cũng còn. Con này hộp giảm tốc nó bị xúc ra nha. Nhưng mà cơ bản những con khác mình còn. Giảm tốc động cơ 60V 5000 vòng. Động cơ 3 pha 60V 5000 vòng. Động cơ này cỡ 200-300W. Qua giảm tốc. Đầu ra cốt 10 ly. Con này mình bán có giảm tốc á các bạn, có giảm tốc mình bán 340k nha. Còn không giảm tốc chỉ động cơ không á thì mình bán 280k. 340k và 280k nha.
mấy cái đèn này bán lỗ các bạn ơi. Này đèn này bán cặp nha, cặp 300 bao ship. Đèn này thì các bạn lắp phía sau chiếc xe điện các bạn chế á, mình sẽ phân loại dây ra hết luôn. Phân loại dây ra, các bạn về nó có một dây âm thôi. Còn lại là dây dương xi nhan nè. Dây dương này là khi các bạn thắng á, nó sáng đèn lên. Ở cái đèn đỏ này nó có hai dây nha. Một dây các bạn thắng nó sáng đèn lên rất là sáng. Còn một dây nữa là khi các bạn bật đèn lên á, nó sáng chìm chìm. Còn mấy đèn trắng trắng này là nó có nó nháy 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 nha. Dạ. Dạ vô. Đủ anh lấy giùm nha. Một cái nguồn xịn của Mỹ, nguồn này của Technic. Nguồn Technic. Ra 75V 30A. 75V 30A điện đã đo ra hết nha. Ra đi vô. Ở đây đầu cấp vào á, nó input á là 110 nhé, 110 115, cái này mình bao các bạn zin bao xài. Con này 1.9 bao ship, nó chạy biến áp 75V 7321 nha, 2000 tầm 2400W, 2400W thì có biến áp này tầm 2 kVA nha, 2 kVA. Chỉ riêng phần biến áp này không các bạn thì giá tầm đã 1.6 triệu. Giá đi vô. Tổng cục này là 1.9 triệu bao ship nha. Còn cái đo điện này thì bán nhanh các bạn 500 bao ship. À, có clip test 500. Vào trong đây. Bo này bán 100k nha. Khách nào về coi nó bị cái gì không lên đèn các bạn, 100k. Mình có hai cái nha, cái lên cái không, 100k. Cái này điều khiển động cơ brushless á, điều khiển động cơ brushless cho động cơ trôi á, 100k. Không bao gì, khách nào thợ điện tử về coi giùm. Cái bảng này 250k nha. Đó. Về khách nào độ chế lên máy tiện, máy phay CNC. Còn mấy cái encoder này rất là nhiều luôn các bạn. Nếu mà khách nào mà đếm hết á, mua nhiều á, cứ tính 50k một cái nha. Còn khách nào mua lẻ thì 100k hoặc là 70k một cái giống như mình mới bán á. Này cái này nè. Đó. Quá dữ, quá đẹp ha. Cái này vàng rất là nhiều luôn các bạn. Cái này là tháo mấy con Sanyodenki 7kW. Từ 4,5 kg tới 7kW các bạn. Sanyodenki. Có những loại mình tháo ra mình bỏ vô bịch liền nha. Nó để coi khách có xài được nha, những cái loại này nè. Loại này thì tháo mấy con phanh nút. Còn mấy cái loại này thì tháo mấy con rất là nhiều các bạn, giống nhau nha. Delta rồi tùm lum hết. Ok, khách nào mua thì liên hệ nhé, rất là nhiều. Nè mấy con này các bạn, mình cứ tháo ra rồi mình để như vậy nha. Cốt 8 ly, đa phần cốt 8 ly hết. Có một số con mình bỏ vô bịch, mình ghi lại mã số. Nguyên dây nguyên dắt. Nè, con này mình nghĩ còn xài ok các bạn, rất là kín nha. Đó, cốt 8 ly quay rất là êm. Mình tháo rất cẩn thận nha. Khách nào mua thì liên hệ. Ô xuống dưới đây. Cái này bữa đem về nó dơ các bạn. À, vợ mình mới vệ sinh xong, cày đánh gôn.
Ghế đánh gôn hàng này toàn hàng xịn không các bạn. Cái này hàng bãi nó về nè. Ôm thử lô bán thử nha. Travel by Cool Family Friend. Khách nào có xe hơi không? Bỏ ăn cây để làm đại gia các bạn. Đi đâu lôi ra đánh. Mình bán 150k một cây nha. Bao ship. Giá bao ship. Cây này cục đồng các bạn. Đồng cho bá lửa. Đồng. 150k một cây bao ship. Nha, khách nào chọn cái đầu nào thì báo với mình nha. Đây nè, mình quay cái đầu này nè. Giá bán là không có phân biệt đâu. Nha, khách nào thích cái nào thì bán cái đó. Nha, cái này cũng được. Toàn hàng Italy, hàng Japan, hàng US. Hàng xịn xịn không. Đồng, cục đồng. 150k một cây bao ship. Hàng xịn sò. Đồng cục sắt. Cục sắt các bạn. Đồng. Cục đồng cho bá lửa luôn. 150k một cây. Cái loại này bao ship. Ok, cách nào ấy thì liên hệ nha. Quên nữa, mình còn một số cái adapter 29V 4A, 29V 4A các bạn. Cái này mình bán 100k một cục nha. Bao ship, hàng bao xài, hàng mới tinh chưa sử dụng nha, 100k một cục. 29V điện vào 100-240 bao sống bao xài, hàng mới nha các bạn. Có, cũng có số lượng vài chục cục. Cái bộ này tối nay mình test, mai giao các bạn. Bộ này khách. Còn nguồn này giảm 300 quá. Giờ để ngùng ngục không biết làm gì. Mua thì đắt. Nhịp bông. Máy in Japan. Nhịp bông máy in Japan. Non-stop unit. 300k một bộ nha. Bao sống. Hàng mà nguồn máy tính. Cơ bản các bạn xài một số cái nguồn nè, cái điện áp nè. 5V 21A, 3.3V 14A, 12V 10A. Đó, mình lấy dây đó ra xài. 300k bao ship. Ở đây còn cái gá màn hình. Mua để mình gá cái bàn cái kia kìa. Nhưng mà không xài, cái loại này loại lớn nha. Cái này mua cũng 300-400 gì đó, tại vì nó lớn, loại lớn, tải cao. Bán lại các bạn 300k bao ship nha các bạn. Cái này ship cũng cả trăm. Còn hai cái đầu bơm 600k một nha. 600k một cái. Đầu bơm của Italy. Hoặc là 500 cũng được các bạn. 500 một cái nha. Mình bán xả nha. 500 một cái. Đó, khách nào về có thể tháo riêng cái đầu bơm xài nha. Hoặc là để nguyên cụm như vậy. 500k một cái bao ship. Tủ thì mình cũng còn một số tủ nha. Khách nào mua thì liên hệ nha. Như tủ này tầm 1 triệu 2 nè. Cái này 1 triệu 2 bao ship nè. Còn cái mà cấn hơn một chút xíu á, cũ hơn á, thì là 1.1 triệu ha. Giá này là chắc giá các bạn, không có giảm thêm nha. Cận cận Tết rồi, khách nào có mua
để chứa đồ thì mua nha. Có khách nào mà đợi mình giảm thêm thì qua Tết các bạn. Nói đùa chứ giá này là bán hết thôi các bạn, nghỉ chứ không có bán giả giảm thêm nha. Còn khách nào mua được thì mua, không mua được không sao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 cái bậc, cái khay, cái rãnh để các bạn về các bạn làm bica hay gỗ các bạn ha, ấy vô. Rồi phía ngoài các bạn làm một cái gờ lên để đồ nó không có trào ra. Tùy tùy các bạn để mà có thể làm 1 hay là 2 hay là 3 khay. Xoay 360 độ nha. Có thắng ha, có thắng. Có tay cầm. Bề ngang 3 tấc nha, dài 4 tấc rưỡi, cao 1 mét. Con này nhôm nặng 18 kg, 8 kg hơn. Cũng còn một vài con, một vài tủ. Ok, ngoài đây mình báo tiếp nha. Có cái này có một đơn nè. Cái này 200 bao ship nha, 200 bao ship, động cơ lớn ha, có giảm tốc các kiểu, để nguyên vậy 200k bao ship. Còn con này thì 150k nha. 150k bao ship, tua 8000. 300W nha, áp 320. Động cơ 3 pha ha, khách nào mua về chế cháo nha. 150k bao ship, tua 8000, tua cao nha, con này hiếm. Ở đây các bạn, mình có hai con 24V 1kW mà bị vô nước các bạn. Bị vô nước nha. Với lại nó là cái loại mà cho đầu cái răng nó vậy các bạn, cho cái đầu bơm thủy lực á. Hàng này hàng của Pháp nha. À 24V 1,5kW nha các bạn. Ha. 1,5kW nha, tua 3000. Cái này khách nào lấy về vệ sinh lại nha. Con này đặc biệt là nó xài là 500 điện nè các bạn. Các bạn thấy dây đồng nó quấn không? Nó không xài 500 từ nha. Nó xài 500 điện luôn. Nó toàn bộ lồng bên trong là đủ hết nha. Vậy các bạn vệ sinh. Con này mình bán xả lại thu vốn nha. Con này 600k bao ship nha, bán xả lại thu vốn. Nếu mà con này mà chạy ngon, mình làm ngon hết á, con này 1,5kW 24V, giá tầm 1 triệu 4 cho tới 1 triệu rưỡi đổ lên. Bình thường 500W nha, đã giá tầm 1 triệu 4. Còn con này 1,5kW. Đó. Nhưng mà ngược lại thì cái đầu nó như vậy, các bạn về chế cháo. Thì mình bán 600k bao ship. À, mình có hai con. Có một con kia mình chưa rã ra. À, mình chưa rã ra. Tính 650k. Còn con này mình rã ra rồi, tính 600. Đó. Bán đủ đồ hết. Để khách về nghiên cứu. Ok, chỗ này mình cũng xả cho nhanh nha. Hai cái này thì giá cố định nè, 200k nè. Con này là 150k bao ship nha. Tua 8000, 300W. Này 200k nè. Còn cái giảm tốc này mình bán rẻ nha, 550k. Giảm tốc Vesta. AC sạc vô các bạn ơi, áp 152. Áp 152. 100W ta, 200W nha. 200W. Con này mà tối mình test cho các bạn. Bán 550k bao ship ha. Tối mình rảnh mình test. Một con 400W nha. Bao 400W bán nhanh 280k bao ship, con này quay êm zin. Quay êm ru. Đó. Bán 280k. 400W sạc vô. Tiếp tục còn một con giảm tốc Vesta. Con này bán nhanh các bạn 280k bao ship nha. Động cơ Vesta, động cơ bước 2 pha qua giảm tốc, bán rẻ 280k. Con này có không có thắng nha. Đây là encoder. Nhưng mà mình không có xài, mình xài động cơ giảm tốc. Động cơ bước có luôn cái bát 280k xả rẻ. Còn hai con này là hai con 3 pha cũng 8000 vòng,
580W. Con này 300 8.000 vòng 590W, 300 luôn các bạn. Hai con 300. Ba con giảm tốc này mình bán rồi nè. Ban này bán rồi. Cái này mình tặng nha. Còn một con 5 pha qua giảm tốc bán 100k nha, áp 308. Có luôn poly à, bán 100k bao ship. Còn con này 80k nha. 2.8A. Con này bình thường bán 100k mà giảm luôn poly. Tiếp tục một con động cơ. Động cơ 5 pha. Động cơ 5 pha. Stepping motor 0,72 độ. Con này bán nhanh các bạn 150k bao ship nha. Con này còn ba giảm tốc này mình bán rồi. Còn hai cây này với mấy cái này bán các bạn. Cái này là dây trượt hả các bạn? Phải không ta? À, đúng rồi, dây trượt nha. Luôn cái này. À, luôn cái này. 100k nha, 100k bao ship. Khách nào về nghiên cứu. Xong. Con này tặng các bạn luôn. 100k. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha.